Chúng ta đã vượt qua trận đấu trước, một trận đấu nhớ mát đến từ Xuân Thứ. Và trận đấu trước thì Xuân Thứ đã từng đánh rồi bài 2 Egypt, người ta siêu khỏe là người ta đi lưu bản đồ. Và chúng ta đã vượt khó được cái trận đấu đấy. Nhưng mà theo quan điểm mình, nếu mà nhìn như trận đấu vừa rồi thì cũng không đến mức khó lắm. Nhưng mà chẳng qua thì cái tân nhớ mát mà chỉ chuẩn luôn, pan dí vào thẳng nhà Egypt và ôm chết nhà rất sớm, khiến cho thế trận của chúng ta dễ đánh hơn rất nhiều. Và bây giờ sẽ là trận đấu chung kết Seang Hit Bắc Rộp tứ tuyển dành cho bên Quảng Ninh. Và chúng ta đang có hai chém tuyển Perpan để lấy lại thế trận mà hai cùng Egypt và Baby. Kinh công là người cầm Egypt, Xuân Thứ người cầm Persian vị trí trong cánh. Và Xuân Thứ báo về tiếp tục là một bài mắc binh đến từ Xuân Thứ. Hai cái gỗ 75, hiệu vòi cũng là nhoe nhoét. Hoàng Mai Nhi, Babylon, vị trí đặt S khá lùi dành cho Hoàng Mai Nhi. Rất có thể tư tưởng Hoàng Mai Nhi là muốn chui lên cái khu vực đấy đánh cung hay sao. Và người cuối cùng là Bamidan đến từ Michael Tý. Và mỗi bên đều có thế một cung một chém. Và chúng ta đang có sở hữu hai chém vị trí trong cánh. Và Persian sẽ là người đi dâng lờ, còn Bamidan thì không cần thiết, vì lạc đà Bamidan tính uy lực cơ động nó rất nhanh. Và thời điểm đầu thì em có thể vừa chém mà vừa bảo kê cho Hoàng Mai Nhi. Mình muốn quan sát kỹ lại địa hình Hoàng Mai Nhi. Với tư tưởng Hoàng Mai Nhi đang rất muốn đánh thế chủ lực dựa vào cái S đầu. Và Hoàng Mai Nhi đang muốn tìm thêm một cái vị trí bãi quả đằng sau khu vực BS của mình. Rất muốn đến từ Hoàng Mai Nhi đây. Hiện tại thì Hoàng Mai Nhi đang có một đôi voi, một bãi yêu. Bãi yêu này cũng rất là may mắn, cũng là số lượng cũng là 6 con. Và thời điểm trước thì có lẽ là Hoàng Mai Nhi cũng tơn đi vào bãi hiêu đấy. Nhưng mà bãi hiêu đấy thì bây giờ thì Tý là người đang ăn rồi. Và Hoàng Mai Nhi chết mất một dần. Mình cảm giác bài của Hoàng Mai Nhi đang thiếu mất một đồ. Rất muốn có một đồ nào đó hướng sang nhà của Michael Tý. Bài của Xuân Thứ đi dò cũng không rộng đâu. Và Hoàng Mai Nhi có thể cắt dân ra đi ăn đồ phía hướng nhà Xuân Thứ cũng được. Bên họ màu 3 là game thủ Gin, người cầm rôm, bài 5%.
2-3 dân. Đó, thực ra cái bài ekip này mà đánh cung chủ lực 25 dân cũng được. Bài này đánh cung vẫn được mà. Đấy, trong này còn con lực bại hiêu này. Vâng, bài của Hoàng mới đi đánh cung ỉa ra quần đấy. Kinh Câu phải cố gắng đánh cung đi, bỏ hay tư tưởng chém. Rồi chúng ta cần có một chủ lực để lấy niềm tin cho các tay chém Phú và Tuyển đến từ Pơ và Pan. Và 25 dân thậm chí em lên không đẻ cho anh 2 dân thành 27 dân cũng được. Ra đây cũng là một cái hốc nhỏ của em rồi. Vị trí hốc đấy cũng có hai cái BS có thể ăn rừng hai bên. Đặt một chiếc BG xinh xinh có thể cơ cấu được tầm 5 cái ruộng, 6 cái ruộng. Sau đó chúng ta bung ra và một thế chúng vẫn là đánh chủ lực được. Và chúng ta đến với cả con ngựa giò với Thủ Xuân Thứ. Đang phải động viên Kinh Công đánh chủ lực. Vâng, Seng là vị trí nhà của Truy Bệnh, Seng đánh giò thủ thôi. Seng đánh giò thủ báo cho Kinh Công biết, cho Kinh Công thoải mái mà đánh thôi. Và cái tập dân này thì khả năng thì sớm muộn thì cũng fit với cả Xuân Thứ thôi. Xuân Thứ đang ôm vị trí hai nhà L khá sớm, gần sát khu vực vị trí nhà Seng. Ôi thật, một tơn lắc nhưng không sao. Còn tí sẽ người gặp ai đây? Trận đấu này thì tí gần như là cũng không phải là người lên đời quá sớm. Bài game thủ tí đã phải ít nhất phải ăn 2 BS đi ăn heal rồi. Đây một bài cũng rất là cúi bắp đến từ bài Pan. Có đôi voi thôi mà tính ra phải đóng 2 BS thì cũng là hơi cùi cùi rồi. Đóng BG ăn quả nghe còn thích, thì ăn 2 bãi quả thích, thì đóng S thì có vẻ là không được hấp dẫn lắm. Quay trở lại với cả Xuân Thứ. Là Xuân Thứ cũng đã ăn được dân Pan rồi. À, ăn được dân xe. Và bên đôi bạn là có Max C từ U97. U97 là màu 4 đấy. Bằng tí đi ngựa giò vẫn chưa gặp ai. Hoàng Mai Nhi giữ tham như thế nào? Hoàng tham Hoàng Mai Nhi vẫn là 26, vẫn chưa lên xong 3. Đang quay trở lại với Xuân Thứ. Một là siêu yếu ở đấy. Bây giờ mà quay lại đây không có dân vị trí bãi quả. Và bây giờ thì Xuân Thứ sẽ tạt thẳng vào vị trí trong cánh. Và vác dân đi ăn hoang thêm voi. Và dân xe của Truy Mạnh. Ôi thêm màu 4. Đây rồi. Và Max xem khả năng là họ đi dâng L và đóng Y đấy. Và Kinh Công cũng phải nên có tư tưởng chuyển A dần đi. Và báo cho Kinh Công biết là họ là người đi dâng L. Mà có đóng Y hay không thì mình chưa dám chắc. Nhưng mà đấy là thường là chiến thuật cơ bản. Người ta sẽ là người dâng L đi cắm Y. Nào muốn chắc nhà thì em phải lên cung Nga. Đây họ cắm Y rồi. Chuyển cung A luôn em ơi. Chuyển cung A luôn đi. Đang có hai dân đang đi cắm Y đây rồi. Nó không biết là nhà Y thứ nhất hay nhà Y thứ hai. Đang Xuân Thứ báo về là màu 4 mất vàng. Ở màu 2 cảm giác bài nhếch nhác này, bài màu 2 nhếch nhác này, khả năng Xuân Thứ trong trận đấu này chơi chết được 3 nhà đây. Cơ hội dành cho em là có khi mà bài màu 2 này khá yếu, lên xong chỉ 3 BA thôi. Chỉ có 3 BA thôi và lạc đà của Xuân Thứ đang 4 con nữa đang un kéo vào vị trí ngà của màu 2. Vâng, ăn luôn được dân vàng của màu 4. Đang Kinh Công có thể thì em lên được cung ngà một cho nó chắc cốp về chiến thuật. Vâng, quyết định là đánh châu giờ luôn. Đấy ra chúng ta vẫn đang có tín hiệu là bắn được dân cắm Y của bên họ. Còn không biết là nhà Y là nhà Y đầu tiên hay nhà Y thứ hai thôi. Ở cái hốc này em vẫn vẽ khéo, vẫn được 5-6 cái ruộng đấy. Vẽ khéo vào, tiết kiệm vào. À, quay trở lại với Xuân Thứ. Vâng, Xuân Thứ đã rủ đồng đội rồi. Một trận đấu Xuân Thứ chém khá tốt. Chém yếu sang thời điểm đầu, ăn dân của nhà màu 4 và bây giờ thì chém luôn ở chủ lực với đội bạn là màu ai. Màu ai Hitty không được khóc, đang siêu lủng, siêu yếu, chưa lủng đâu nhưng mà đang siêu yếu. Một thế trận mà gần như là Hitty. Một bài có cái vị trí khá đẹp nhưng chỉ đánh được 3 BA, đấy là một bài khá yếu rồi. Chưa có cơ hội phải e vào, và chém 2 e. Có lừa được không, có lừa để vào được không. Cái e này, một cố thì phát được, vào. Vâng, ba con cung ở ngoài họ chỉ là dụ thôi. Họ chỉ dụ để họ sửa e thôi. Nhưng Xuân Thứ vẫn dẫn quách đỉnh, vẫn liên tục chém e. Và bây giờ lủng nhà từ nhà màu 2.
rất tươi, rất nhiều dân của Hoài đang chạy ra. Em ơi, cài cắm một ít đằng đào bên trong, còn bài gỗ bên trong không? Vâng, tí lọt ở bên trong rồi, vâng, tí thăm lại bà. Những tín hiệu rất vui khi mà trận đấu mà gần như bài hòa Mai Nhi đang lên đời siêu muộn. Nhưng tín hiệu chúng ta đang chém lủng được các vị trí chủ lực bên đội bạn. Và kinh công tham lai là 42. Và bây giờ thì lừ lừ những con y đang tiến vào khu vực căn cứ của kinh công. Kinh công cố gắng dìa hết y đi. Một bài lực họ cũng không khỏe đâu. Xuân Thứ đã bom được vị trí bãi vàng mà ăn được rất ăn hoang họ rồi. Cố gắng mà ở nhà mà dìa hết y thôi. Đó là nhiệm vụ của em. Hoàng Mai Nhi tham lai 36 và đang có những cái đơn vị quân đi quản lý nhà màu 3. Và đến thời điểm này thì Hoàng Mai Nhi chúng ta có thể thi đấu được rồi, rất ổn. Quay trở lại với hai tay chém. Và những tờn sẵn dần đến từ Xuân Thứ. Tham của Xuân Thứ 14 thôi nhưng mà hiệu quả của Xuân Thứ. Và bây giờ là tỷ số sẽ là 3-2 trong xe đấu đầu tiên. Vâng, rất tuyệt vời và Xuân Thứ đang có một phong độ rất cao. Một trận đấu mà gần như Hoàng Mai Nhi đang gặp một cái bài rất khó khăn về tài nguyên lên đời muộn nhưng vẫn giành chiến thắng. Một cái góc đẹp nhỏ nhắn xinh xắn đến từ xa xôi. Đang phải động viên xa xôi, tức là game thủ kinh công phải đánh cùng chủ lực trong trận đấu này để cho hai tay chém phú đến từ Pờ Pàn yên tâm mà đi chém. 25 dần và cuối cùng chúng ta cũng đánh được cùng chủ lực đầu cánh. Và vẫn có một cái góc đấy, vẫn quanh quẩn 4-5 cái ruộng trong cái vị trí BG. Vẫn giữ được Thàm, vẫn ngon lành cạnh đảo. Rất là tuyệt vời.